Hello, xin chào mọi người. Xin chào mọi người tới kênh của mình. Mình là Đen Nguyễn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới tới series của mình. Series trả thù Yimby. Ủa, con Yimby trong nhà mình anh em ạ. Tôi dùng cái khúc xương chó đó thử được rồi. Nó có chết Yimby không? Mạnh dữ ta. Xin cho bạn, xin cho đọc không chết như bình nữa anh em ạ. Bởi vì mình dưới nước mà ta. Ủa sao đã lên được đây hay là ta. Ủa hóa ra đi này lên. Rồi bằng này lên sao đâu. Mình sẽ lên ghé. Có cái gì đây không? Wow. Có cái búa này. Có cái búa thò, sử dụng búa thò tiêu diệt zombie. Nghe là mình sử dụng búa thò tiêu diệt bọn zombie này để báo thù cho bọn cún nhà mình, trả thù cho mấy con chó nhà mình. Anh dám giết con chó nhà mình. Bây giờ mình sẽ xuống cái đây. Nhiều dữ anh em. Nhiều đó anh em ạ. Con lợn này. Mày dám ơi giờ. Lợn này. Lợn này. Lợn này, có lợn này. Bố thò bạn của ta. Rồi bố thò có khác. Bạn vừa lời ạ. Đưa đây. Ở đây chết đấy. Cái gì vậy ta? Ở đây chơi nè. Mất con lợn này. Ở đây chơi nè, đừng có trốn dưới. Đừng có trốn dưới nữa. Đừng có trốn dưới nè. Đây chơi đi. Đây mà chơi nè, đồ hả? Đồ hả? Búa thò mặn của ta. Không ngờ luôn, không ngờ cái búa thò mặn gì luôn. Lên chơi nè. Lên đây. Cái đập tường mạnh không? Búa thò mặn không? Búa thò đập đập đá yếu quá anh em ạ. Đập một nhát thôi là chết. Mấy cái bên đập một nhát chết rồi. Ơi chết, sắp được mục tiêu quá mạnh. Búa của thò mạnh và lời hả bà, không ngờ có cái búa thò kinh khủng mạnh kinh khủng vậy luôn á. Đã báo thù được một phần nào cho bọn chó như mình rồi. Sao lên đây ta, mấy cái miếng khoai tây ạ. Hoa cái gì kìa. Yeah. Được rồi các bạn ơi. Con heo mình. Ăn nè. Heo ăn khoai tây à? Wow, heo ăn khoai tây à? Giờ biết con heo nhà mình ăn heo ăn khoai tây. Hài quá ha. Mấy này cái gì vậy ta? Chết thật. Mấy này cái gì? Nó bắn được nghe mà. Mạnh đó. Mạnh đấy. Nó đâu nào. Lợn này. Búa thò dám nhờn với búa thò. Nó đều không thể bạn mình trẻ. Thì có trứng gà nè nghe. Trứng gà này ăn. Bạn có mấy cái trứng gà rồi. Ê, heo, tôi cần thịt heo mày, tôi cần mày, heo, tôi cần thịt heo. Bây giờ tao biết thịt heo đi nha. Người anh em, tôi biết heo đi. Đúng rồi, nó cần biết thịt heo. Đúng rồi. Kiểu có tên là thịt heo ta. Này gà không có thịt heo. Nó bắn. Mày bắn. Mày may mắn bắn quá. Bắn quá. Hết. Hết bắn được rồi nhé.
Coi cho đồ mình còn thịt heo không ta. Có miếng thịt heo không ta. Có gì màu đen ngoài kia. Xe bơi. Con thỏ kìa anh em. Em biết thỏ được. Thỏ đen. Con này chắc thần tinh rồi anh em ạ. Đây là thỏ màu đen này không. Cái gì? Mình không biết nó cái gì nữa. Con chim này ăn được không ta? Chưa đến thích anh em ạ. Thử có còn cái gì cho nó ăn. Nó ăn từ gà không ta? Ăn thịt gà luôn em ạ. Chim bự quá ta. Bắt đầu tiêu rồi. Đâu tiêu ta. Thì tối rồi hiểu quá. Mình sẽ bây giờ. Hóa ra còn dưới đây có con zombie nào. Nó tấn công mình. Mẹ nó. Ui ui. Kinh khủng quá mơ ơi. Bú thò bạn gì anh em à. Quá bạn luôn. Bú thò là quá bạn luôn anh em. Mình sẽ lại kia. Cái thịt heo cho con chim ăn cũng được. What the hell? Nào tấn công mình ăn chim bay. Mình ở xuống đây. Xuống đây không được kia. Xuống đây là con lợn. Đây đây đây. Không có gì ăn. Con chim nó vô nhà mình rồi. Con chim gì vô nhà mình đánh ta. Bị con gì giết rồi. Cầm rìu đi, bị con gì giết nữa không biết. What the hell?
Bây giờ what the hell? Chưa có xong đây được ta. Cái máy gì vậy? Vẫn đưa ta nói bây giờ không mất máu luôn. Sẽ được gặp nó mặn quá. Chưa là đầm rớt mất cái rìu mình ở đâu rồi ta. Mình không nhớ mà đầm rớt cái rìu mình ở đâu, cái rìu của Thor của mình. What the hell thế? Cái rìu Thor mình rớt đâu ra? Chim quỷ, con chim quỷ đó các bạn. Tôi nhận, mà lấy tôi nhận không? Nhận đọc. Chắc không vậy. Vậy thôi, phải về nhà thôi. Chim... Chim nhỏ theo mình, ở đây này, cái này đây. Cái kiếm mình làm đây này. Mấy cái máy này đâu ra nó bắn dữ rồi ta. Này thì đập bộ. Có này cứ thêm một quái ta. Cứ đói à. À cái điều thổ đây. Đây, cái điều thổ đó nha. Cô có thịt heo cho mày nè, có con heo này, tôi sẽ giết heo này có thịt heo cho mày ăn này. Đây đây, chim. Chim bé nhỏ. Tôi giết con heo này. Chạy nhanh quá, chạy nhanh quá. Con heo này thế thì tôi có thể theo cho mấy ăn rồi nè. Mày đói bụng đúng không? Đâu rồi? À, đây 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 đây
Mình cứ được con này luôn anh em ạ. Wow, ngon. Mày được không? Bay được luôn em ạ, bay bay không được cao, hay quá ta, okay. Kinh khủng thiệt, không ngờ bay được luôn các bạn ạ, okay. Không ngờ bút thoa mạnh vậy, cái bút thoa quá là mạnh. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, mình tên là Đăng Nguyễn, quyết tay hẹn gặp lại các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, mình tên là Đăng Nguyễn. Goodbye, hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.